cả các bạn. Nếu bạn là một công sở nhỏ nhắn ưa chuộng phong cách dễ thương, cute, formal wear thì đừng bỏ qua các kiểu áo công sở dễ thương. Với phong cách dễ thương của các kiểu áo công sở, nó vừa giúp bạn ăn gian tuổi của mình, vừa tạo ra một phong cách lịch sự, thanh lịch, đúng chuẩn công sở. Hãy cùng các Lan cập nhật những mẫu áo hot nhất hiện nay nhé. Thời trang áo sơ mi có rất là nhiều kiểu dạng khác nhau và bạn có thể lựa chọn những chiếc áo sơ mi theo form áo như sau. Thứ nhất đó chính là áo sơ mi tailor. Thứ hai đó chính là áo sơ mi tay dài. Và thứ ba đó chính là áo sơ mi tay phông. Và thứ tư đó chính là áo sơ mi tay cánh dơi. Mỗi kiểu áo sơ mi đều mang một nét đẹp đáo riêng. Các bạn nữ có thể lựa chọn bất cứ kiểu dạng tay nào cho phù hợp với sở thích của mình. Tất cả các kiểu tay đều có thể kết hợp với những trang phục khác nhau rất đẹp, bắt mắt, ấn tượng. Thời trang áo sơ mi đa dạng và phong phú, thay đổi theo từng ngày. Các chị em có thể lựa chọn bất cứ một phong cách nào phù hợp với sở thích, đồng thời thể hiện được cái gu thời trang riêng biệt độc đáo của chính mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.